Em xin chào các chị. Tiếp theo là một set công sở rất là sang trọng, rất là nhẹ nhàng luôn, với là màu xanh da trời, màu xanh pastel. Màu này rất là tôn da nha các chị, rất là tôn da, mặc lên nhìn rất là trắng. Chất liệu áo của mình là áo lụa, quần là quần lụa luôn, rất là mềm, rất là mịn, mặc rất là mát luôn. Cái màu này nhìn, nói chung là nhìn nó mát mắt gì đâu á các chị. Áo là áo sơ mi tay dài, tay áo cách điệu đó các chị. Áo sơ mi tay dài, tay áo cách điệu, cổ mình cũng có cách điệu, dập bèo và cột chiếc nơ rất là xinh. Quần là quần tay lửng, quần này mình mặc lửng này nha các chị. Quần tay lửng có hai túi, cái này thì các chị có thể khó với lại nịt, những cái chiếc nịt rất là xinh cũng được, hoặc là không mình mặc giày dẫn lịch sự dẫn xinh. Bộ này thì size này các chị từ khoảng 42 cho tới 48 kg là mặc vừa, 42 cho tới 48 kg là mặc vừa bộ này nha các chị. Rồi, mã số SB224 giá là 600, em sale còn 490. SB224 sale còn 490.000. Em xin nhắc lại, SB224 sale còn 490.000. Chị yêu nào yêu thích mẫu này, chụp ảnh màn hình đặt hàng qua số Zalo trên màn hình giúp em. Ngoài ra các chị có thể truy cập số Zalo này để các chị tham khảo thêm một số mẫu thời trang mới. Xin chào các chị. Set em đang mặc trên người là một set đồ với áo là sếp ly xè tay dài, quần là quần dài nha các chị, quần phong quần tay dài có túi. Set này là set màu đen, rất là xinh, rất là sang luôn. Đây, cổ đắt chéo khách điệu, chất liệu là cát nhật, có độ co giãn nhẹ nha các chị, có độ co giãn nhẹ. Cái này em có size ML ha, từ các chị từ 40, khoảng từ 42 cho tới 55 kg là em có size nha, 42 tới 55 kg. Rồi, mã số của set này VJ364 và giá là 340.000. Em xin nhắc lại, VJ364 và giá là 340.000. Rồi, chị yêu nào yêu thích mẫu này, chụp ảnh màn hình lại giúp em. Chụp ảnh màn hình lại giúp em và đặt hàng nhanh qua số điện thoại Zalo trên màn hình nhé. Ngoài ra các chị yêu cũng có thể truy cập cái số Zalo này để tham khảo thêm một số mẫu thời trang mới. Rồi, em xin chào các chị. Set em đang mặc trên người là một set áo sơ mi trắng phổ với quần trắng bi cao cấp. Quần trắng bi cao cấp, áo là chất liệu tơ gân nha các chị. Áo chất liệu tơ gân mình phối với lại ren họa tiết ở phía trên. Quần là quần kaki thun. Quần này chất liệu kaki thun có độ co giãn nha. Mình sẽ mặc phom lửng nha chị. Quần ôm phom lửng. Size này thì các bạn từ 45kg cho tới 55kg mặc vừa nha. Các chị từ 45kg cho tới 55kg mặc vừa. Rồi, mã số của set này LV872 và giá là 360.000. Em xin nhắc lại, LV872 và giá là 360.000. Rồi, chị yêu nào yêu thích mẫu này, chụp ảnh màn hình lại giúp em. Chụp ảnh màn hình lại giúp em và đặt hàng nhanh qua số điện thoại Zalo trên màn hình. Ngoài ra các chị yêu có thể truy cập số Zalo này để mình tham khảo thêm một số mẫu thời trang mới. Em xin chào các chị. Mẫu tiếp theo là một set phi lụa, set đồ phi xô lụa chứ, em xin lỗi. Chất liệu xô lụa mình phối với lại cà vạt. Cà vạt này thì mình được cắt điệu lên trên áo luôn, cắt điệu lên trên áo cho nên các chị khỏi cần phải thắt nha. Rất là xinh. Ngoài ra áo mình sẽ có xòe nhẹ như thế này, kết hợp với lại quần lửng, tạo nên một set đồ rất là sang trọng, rất là lịch sự. Set này thì các chị khoảng từ 48kg cho tới 55kg là mình mặc vừa nha. 48 cho tới 55kg là mặc vừa. Mã số là SB230.
và giá là 550.000. Em xin nhắc lại, ốp D 230 và giá là 550.000. Rồi, chị yêu nào thích mẫu này, chụp ảnh màn hình lại giúp em. Chụp ảnh màn hình lại và đặt hình nhân lên số điện thoại Zalo trên màn hình. Ngoài ra, các chị yêu cũng có thể truy cập Zalo này để mình tham khảo thêm một số mẫu thời trang mới. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Và mọi người đừng quên ấn đăng ký kênh Thời Trang Nữ Hoàng và chuông thông báo để cập nhật những mẫu thời trang mới nhất mỗi ngày nhé.